Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2024 và như thường lệ, những dịp cuối năm là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể nhìn lại hành trình đầu tư trong suốt một năm qua từ những giai đoạn thuận lợi và kể cả những lúc khó khăn để rút ra được những kinh nghiệm cho mình và cùng hoàn thiện hơn về phương pháp đầu tư của mình. Và trong video ngày hôm nay, TT sẽ chia sẻ với anh chị 3 điều cực kỳ đắt giá mà có thể anh chị cũng đã trải qua trong năm 2023 vừa qua Hy vọng sẽ giúp ích được cho anh chị trong hành trình đầu tư Và nguyên tắc số 3 cũng là điều quan trọng nhất Là nguyên nhân lấy đi toàn bộ thành quả của nhà đầu tư Khiến cho bao nhiêu tiền mà kiếm được trong uptrend đều ra đi toàn bộ Điều thứ nhất là chỉ giao dịch khi thị trường thuận lợi Tức là trong một xu hướng tăng Vậy thì làm sao để xác định được thị trường đang trong một xu hướng tăng? Hãy nhìn lại giai đoạn tháng 4 năm 2023 khi thị trường bắt đầu một con sóng tăng. Con sóng tăng tiếp tục trong suốt 4 tháng sau đó và chắc hẳn là trong giai đoạn này rất nhiều anh chị nhà đầu tư đã có thể kiếm được lợi nhuận có khi là x2 tài khoản chỉ trong vòng 4 tháng. Vậy thì chúng ta rút ra được điều gì ở đây? Hai đường màu cam và màu xanh lá cây có ý nghĩa gì? Đó chính là hai chỉ báo kỹ thuật và ở đây thì TT sử dụng hai đường trung bình, trong đó có một đường trung bình dài hạn và một đường trung bình ngắn hạn. Đường trung bình ngắn hạn mà TT sử dụng là đường EMA 21 biểu thị cho mức giá trung bình trong vòng 21 ngày gần nhất. Tại sao lại là một con số 21 ngày? Và đó là số ngày giao dịch trung bình trong vòng một tháng và vì thế nên đây là đường trung bình thể hiện được cái mức giá trung bình mà nhà đầu tư chấp nhận trả cho thị trường trong khoảng một tháng gần nhất. Và đường trung bình dài hạn mà TT sử dụng là đường MA200 biểu thị cho mức giá trung bình trong vòng 200 ngày gần nhất cũng có ý nghĩa tương tự so với cái đường EMA21. Và khi mà viên đách cắt lên trên hai cái đường trung bình này thì tức là thị trường đang trong một xu hướng tăng và lúc đó là lúc mà anh chị nhà đầu tư nên tích cực tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư và các cái cơ hội để mua cổ phiếu Ví dụ như ở giai đoạn hiện tại, chúng ta có thể thấy là thị trường đang đáp ứng được những cái điều kiện này và nằm hoàn toàn bên trên đường EMA21 cũng như là đường EMA200. Vì thế, TT rất tích cực khuyến nghị anh chị mua vào cổ phiếu của những cái công ty tốt. Anh chị có thể xem chi tiết ở mục Đầu tư gì năm 2024 cùng TT. Khi thị trường tăng thì ai ai cũng đều có thể kiếm được tiền Nhưng điều quan trọng hơn là anh chị phải cầm được cái khoản tiền đấy về Và không được mất tiền hoặc là mất rất ít tiền Khi những điều kiện thuận lợi không còn Và nguyên tắc thứ hai Khi xuống tăng kết thúc Hãy rời khỏi thị trường Và chắc chắn rằng mình đang hoàn toàn đứng bên ngoài thị trường Quay trở lại với viên đếch với hai đường màu cam và màu xanh lá cây Anh chị sẽ thấy trong suốt một nhịp tăng hơn 4 tháng thì chưa khi nào viên cắt xuống khỏi đường màu cam vì thế khi mà đường giá cắt xuống đường màu cam đây chính là những cái dấu hiệu ban đầu cho thấy là xuồng tăng đang suy yếu dần hoặc là xuồng tăng đã có thể là kết thúc ở thời điểm này và đó chính là thời điểm để bắt đầu rời khỏi thị trường khi viên cắt xuống đường EMA21 với những cái phiên giao dịch có khối lượng rất lớn Cho thấy là dòng tiền lớn đã thoát ra khỏi thị trường Và xương tăng đến đây là kết thúc Và đây là lúc để gom lưới Thu về những cái thành quả trong suốt cái thời gian trước đó của anh chị nhà đầu tư Và một trong những nguyên tắc quan trọng nhất Đó là nguyên tắc số 3 Đó chính là không bắt đáy cổ phiếu Không đoán đáy Vì chúng ta không phải là thần thánh hay là có năng lực siêu nhiên gì cả Nên là 80% những cái dự đoán của chúng ta là sai lại quay lại với hai đường màu cam, màu xanh là cây và VNDAX. Đây là những cái phiên mà chắc hẳn là có rất nhiều anh chị nhà đầu tư tham gia vào bắt đáy. Nhìn vào cái thanh khoản tăng vọt và một cây nến rút chân chúng ta có thể thấy được điều đó. Nhưng rất tiếc thì khi hàng về sau đó giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm và có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến việc là cắt lỗ ở những cái khoảng này. Những cái nhịp giảm sau đó có lẽ nhà đầu tư đã nhìn được cái xuống giảm nên đa phần các cái lệnh bắt đáy đều là những cái lệnh đặt giá sàn nhưng cũng sẽ có một phần rất ít nhà đầu tư có được lợi nhuận từ những nhịp bắt đáy này và nếu có thì cái biên độ lợi nhuận cũng sẽ không quá lớn tính tổng cả thị trường thì sẽ là một con số âm có người được thì cũng sẽ có người mất và ở đây thì là mất nhiều hơn và quan trọng hơn là xác suất sai ở những cái giai đoạn này nó rất lớn nếu anh chị sai ở những cái thời điểm này thì gần như là không có cơ hội để sửa sai vì thế đừng cố gắng để bắt đáy cổ phiếu và đó là ba điều quan trọng nhất mà TT muốn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư trong video ngày hôm nay. Chúc anh chị nhà đầu tư có một kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán bình an và trọn vẹn bên gia đình, người thân và cùng chờ đón năm 2024 thật rực rỡ của thị trường. Anh chị muốn nhận chiến lược đầu tư sớm nhất có thể tham gia nhóm khách hàng private cùng TT. Các anh chị đang có ý định mở tài khoản giao dịch tại VPS hoặc đã có tài khoản giao dịch tại VPS nhưng chưa có người hỗ trợ thì có thể lựa chọn đồng hành cùng TT. Điều kiện là có gắn ID tư vấn Z477 của team và đặc biệt với những anh chị mà nạp lớn thì team sẽ dành cho anh chị một quyền lợi độc quyền đó chính là chia sẻ và hỗ trợ anh chị xây dựng phương pháp đầu tư theo chu kỳ chung và giải hạn với mục tiêu lợi nhuận bền vững trên thị trường chứng khoán và cũng sẽ hỗ trợ anh chị quản lý danh mục đầu tư chào anh chị và chúc anh chị một ngày tốt lành